Phó giáo sư, tiến sĩ lên tiếng về ông Thích Chân Quang về bằng giả. Nếu là thật thì phải tước hết mọi thứ. 2 tháng sau khi Thượng tọa Thích Chân Quang bị cộng đồng mạng xã hội phanh phui về vụ lấy bằng tiến sĩ thần tốc của Đại học Luật Hà Nội. Mới gần đây thì đồng loạt các báo tại Việt Nam đồng loạt đưa tin xác nhận ông này sai bằng tú tài là giả. Ngày 13 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh các báo cáo về việc ông Thích Chân Quang, 65 tuổi, tên thật là Vương Tấn Việt, không đăng ký thi tốt nghiệp, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa vào ngày 6 tháng 6 năm 1989. Thông tin này gây xôn xao dư luận bởi vì năm 2001, ông Thích Chân Quang tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Đến năm 2002, ông lại được Đại học Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ chỉ sau 2 năm 3 tháng theo học. Tháng 6 năm 2024, khi mà mạng xã hội lên tiếng về việc ông Vương Tấn Việt hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tiến sĩ chỉ trong có 2 năm, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phải phát đi thông báo cho hay ông Việt có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Theo nguyên tắc của luật pháp đã được công bố, những người mà có gian dối về bằng cấp như vậy thì cái bằng cấp tiếp theo sẽ phải bị tước. Như vậy là bằng đại học cũng sẽ bị tước, bằng tiến sĩ cũng sẽ phải bị tước. Chúng ta chờ bước tiếp theo là Đại học Luật Hà Nội và Đại học Hà Nội sẽ phải ra quyết định tước bằng như thế nào. Như vậy ông ta sẽ bị tước 2 cái bằng là bằng cao học và một bằng tiến sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đã cho biết. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đã nêu quan điểm của ông về trường hợp về ông Vương Tấn Việt. Khi bảng photocopy bằng cấp 3 của ông ta bị tung lên mạng, có nhiều người đã chỉ ra nội dung của bằng này khá là vô lý vào thời đó. Người ta nghi nhưng bằng chứng của ông này gian dối thì không thể có. Muốn có thì người ta phải lục hồ sơ, mà dân thường làm sao mà lục được. Đến khi Ban Tôn giáo của Chính phủ vô làm việc với Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề thì Sở mới lục ra và kết luận 2 điều. Một là không có danh sách thi và chấm thi của thí sinh có tên Vương Tấn Việt trong kỳ thi ngày tháng năm đó. Thứ hai là cũng không có trong danh sách cấp bằng cho ông này. Điều này có nghĩa là bằng của ông Vương Tấn Việt là bằng giả. Theo nguyên tắc của luật pháp đã được công bố, những người mà có gian dối về bằng cấp như vậy thì cái bằng tiếp theo sẽ phải bị tước. Như vậy là bằng đại học cũng sẽ bị tước, bằng tiến sĩ cũng sẽ phải bị tước. Chúng ta sẽ phải chờ bước tiếp theo là Đại học Luật Hà Nội và Đại học Hà Nội sẽ phải ra quyết định như thế nào. Như vậy ông ta sẽ bị tước 2 bằng, cao học và 1 bằng tiến sĩ. Chuyện bằng cấp giả ở Việt Nam đã từng gây xôn xao dư luận vào năm 2020 khi mà Trường Đại học Đông Đô Hà Nội, một trong những đại học công lập, ngoài công lập được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, đã cấp bằng cử nhân giả cho 193 người không toa tuyển sinh đào tạo. Trong đó có 55 người trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc là bảo vệ luận án tiến sĩ. Theo báo chí của nhà nước, hầu hết những người sử dụng văn bằng giả của Trường Đại học Đông Đô là những người có vị trí chủ chốt trong các cơ quan ban ngành. Có người là cán bộ chủ chốt ở một số cơ quan ở Hà Nội. Có người là giảng viên ở một số cơ sở đào tạo, đại học ngành tư pháp. Riêng đối với trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 mà lại có bằng tiến sĩ thật thì giáo sư Mạc Văn Trang đã nhận định rằng theo luật pháp thì khi bằng tốt nghiệp phổ thông không có mà lại đi học đại học để lấy bằng đại học thì bằng đại học đó không có giá trị gì. Mà bằng đại học không có giá trị thì cái bằng thạc sĩ cũng không có giá trị. Bằng thạc sĩ mà không có giá trị thì bằng tiến sĩ làm sao có giá trị được. Thế nhưng những cơ sở đào tạo về sau, tức là sau trung học, cũng không có khuyết điểm bởi vì người ta không biết được cái bằng đầu tiên, tức là bằng trung học phổ thông là bằng giả. Như thế chỉ có nơi cấp cái bằng đầu tiên là bằng giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khuyết điểm của những nơi đào tạo sau này là sai từ khi đề tài luận án đến quá trình làm luận án, không đúng về quy trình và không đúng về thời gian. Và chất lượng của luận án thì kém, mà tất cả hội đồng đó, bằng một cách nào đó, tất cả đều ca ngợi là xuất sắc, là tài năng, là tuyệt vời. Khuyết điểm là ở chỗ quá trình đào tạo và đánh giá, chứ không phải là khuyết điểm, không phải ở chỗ tại sao lại đào tạo thạc sĩ hay là tiến sĩ rồi cấp bằng. Chính cái nơi cấp bằng giả tốt nghiệp phổ thông Bổ túc Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chính là nơi tội nặng nhất. Theo hình ảnh được đăng tải lên báo chí và nhà nước mạng xã hội trước đó, thì tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc Văn hóa của ông Vương Tấn Việt được cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989 do Phó Giám đốc Sở Giáo dục đã ký. Ông Việt đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày 6 tháng 6 năm 1989. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 13 tháng 8 năm 2024 đã khẳng định có căn cứ để khẳng định ông Thích Chân Quang dùng bằng cấp 3 giả. Thế nhưng những cơ sở đào tạo về sau trung học cũng không có khuyết điểm, vì người ta không biết được cái bằng đầu tiên, bằng trung học phổ thông, là bằng giả. Như vậy, chỉ có nơi cấp bằng đầu tiên là bằng giả sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông Vương Tấn Việt, tức Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách dự thi, bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc Văn hóa cấp 3 năm 1989. Ông Việt cũng không có trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc Văn hóa ngày 6 tháng 6 cùng năm đó. Nói về bằng cấp giả, luật sư Đặng Đình Mạnh khi mà còn ở trong nước đã nhận định rằng ở Việt Nam thì cũng không chấp nhận cái chuyện bằng giả đâu. Vẫn có quy định để chế tài việc làm giả những giấy tờ, chứng nhận, tài liệu của nhà nước. Đó là một tội hình sự nặng chứ không nhẹ đâu. Nhưng mà rõ ràng có cầu thì mới có cung, tức là phải có người cần thì những dịch vụ cung cấp bằng giả người ta mới phát sinh. Có một điều đáng nói là không chỉ là người dân có nhu cầu làm bằng giả, mà là chính những cán bộ đối tượng mua cấp bằng giả khá là nhiều. Họ cần bằng để thăng quan tiến chức hoặc là hợp thức hóa cái chức vụ hiện hành của họ. Nhiều năm về trước, Trường Đại học Dược Hà Nội có công văn khẳng định không có cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành dược năm 2008 cho ông Nguyễn Trọng Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Điều đó cho thấy Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam mà vẫn dùng bằng giả. Bộ Giáo dục Đào tạo đã bước đầu xác minh được nghi vấn về giá trị tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, Bộ vẫn cần tiếp tục phải phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan an ninh điều tra để làm rõ những thông tin quan trọng, như là xác minh có đúng là văn bằng của ông Vương Tấn Việt với các thông tin như vậy hay không. Nếu mà thông tin văn bằng nói trên mà không trùng với thông tin văn bằng do ông Vương Tấn Việt sở hữu thì phải tiếp tục làm rõ ở những kênh khác. Đối với việc xác minh hồ sơ trong quá trình đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ quá trình đào tạo của ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hồ sơ quá trình đào tạo về cơ bản là không trái với quy định của pháp luật áp dụng cho trường hợp người học Vương Tấn Việt. Trong hồ sơ thể hiện một số thiếu sót trong quá trình đào tạo nhưng mà đã được khắc phục trong quá trình đào tạo đó. Về thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt theo quy định hiện hành về đào tạo về tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các chuyên gia phản biện, đọc, thẩm định chất lượng của luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiến hành thành lập hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện. Theo như Bộ Giáo dục Đào tạo, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, nên khi mà Bộ đưa ra các quyết định và phải xử lý, phải cẩn trọng, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong quá trình xác minh vụ việc, có những thông tin Bộ chưa được phép công bố khi mà chưa có đầy đủ căn cứ.